Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV nhé. Đây là những hình ảnh gần nhất mà người dân, bà con Phật tử ở khắp mọi nơi được thấy thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực nha các bạn. Những hình ảnh này được ghi lại vào ngày 16 tháng 7 năm 2024 khi thầy vừa bước ra khỏi cổng công ty cà phê của anh Tuấn. Và thầy đi khất thực nha các bạn ha. Đó, thì vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, tức là ngày hôm qua, thì bà con Phật tử nhận được thông báo là thầy Thích Minh Tuệ ngưng đi khất thực và đi ẩn tu trở lại nha mọi người. Và câu hỏi mọi người hỏi nhau nhiều nhất trong ngày 18 này là liệu thầy có đi khất thực lại không? Và nếu thầy không đi khất thực nữa thì thầy hiện đang ở đâu? Đó, đó là một trong những câu hỏi mình nhận được nhiều nhất của bà con trong ngày 18 hôm nay, là ngày sáng hôm nay nha các bạn ha. Thì chiều hôm qua sau khi thầy đi ẩn tu có rất là nhiều những thông tin nói rằng là thầy đi về núi Sạn Nha Trang, rồi rất là nhiều những cái phương hướng để cho mọi người, để cho bà con Phật tử nói chung là cuống cuồng cả lên. Nhiều đoàn xe đã bắt đầu khởi hành từ Gia Lai về Nha Trang rồi. Thực sự là mình cũng không hiểu được là những người đưa những cái thông tin như thế lên có cảm thấy là tội lỗi hay không, có cảm thấy là mình đã làm sai hay không. Bởi vì đưa những thông tin như vậy lên, nhiều người yêu mến, nhiều người kính trọng thầy đó lật đật là phải chạy lên về hướng núi Sạn Nha Trang. Thì trong quá trình như vậy có rất là nhiều những biến cố xảy ra, chúng ta không có thể lường trước được nha các bạn. Và để trả lời cho câu hỏi thầy đang ở đâu, thì hôm nay mình xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng nhau tham quan một trong những cái địa điểm rất là đặc biệt. Đó chính là nơi mà các tu sĩ ẩn tu trong cái dịp như thế này nha các bạn. Đây là một trong những nơi rất là linh thiêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha, mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn để chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về những người ẩn tu, và đặc biệt là những người ẩn tu trong giai đoạn này, giai đoạn an cư kiết hạ, giai đoạn mùa mưa trong đạo Phật, giai đoạn mà những người Phật tử, những vị sư, những vị thầy, những vị tu sĩ hạn chế, bắt buộc phải hạn chế, rất hạn chế đi ra ngoài đường, bởi vì mùa này là mùa sinh sôi nảy nở của các côn trùng nha mọi người. Đó, chúng ta đi ra ngoài đường nhiều thì chúng ta sẽ dẫm đạp lên những cái côn trùng như thế, gây nên cái tội, vô tình gây nên tội sát sinh nha mọi người. Bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng nhau lên núi Dinh tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để chúng ta có cái hình ảnh chính xác hơn về những tu sĩ, những người ẩn tu trên núi Dinh này ha, trong cái giai đoạn an cư kiết hạ này nhé. Chúng ta đang đi trên những con đường ở trên núi Dinh tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể thấy ở đây hình như là con đường chỉ có một mình đi thôi nha mọi người. Trong cái mùa an cư kiết hạ này thì hầu như là các tu sĩ hạn chế lắm, rất là hạn chế đi ra ngoài đường, kể cả các thầy, các sư, rồi những người có chức sắc, người ta cũng hạn chế ra ngoài đường lắm các bạn. Thông thường là ta ở đâu ta ở đó thôi, ta tụ tập ở đó. Ở trên núi Dinh này thì có rất là nhiều những tu sĩ ẩn tu, giống như trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ các bạn. Và đây này, mình sẽ xin giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một trong những nơi ẩn tu đấy. Đó là một cái cốc, một cái hang nha các bạn ha, để cho các vị ẩn tu ở trên đây. Mà hầu như trên đây bây giờ thì chỉ có nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc với những cái làn gió như thế này thôi. Các vị bây giờ, các vị đang ở trong đấy thì mình thực sự là mình cũng không dám mà cũng không tiện để vào tiếp cận với các vị trong giai đoạn này các bạn ha. Đó, thì thứ nhất là người ta cũng không muốn, người ta đã ẩn tu rồi, ta không muốn lên những cái phương tiện truyền thông, lên những cái mạng xã hội làm gì. Mình chỉ vào mình nói chuyện thì được, chứ mà quay phim thì là mình không làm được. Ở đây nữa này, đó, đây cũng là một cái cốc nữa nha các bạn. Cũng có 2-3 vị ở trong đấy. Đó, ta chia ra, ở trong đó chia ra những cái cốc đó các bạn. Đó, để cho các vị ở trong đó ẩn tu. Thì nếu mà cô chú anh chị nào thắc mắc là thí dụ ở trên đây không đi khất thực thì lấy gì mà ăn? Thực sự là có một số các Phật tử, người ta mang đồ ăn lên, người ta gọi là biếu các thầy để ở những cái vị trí này.
người ta hiểu ý, mọi người ta cũng hiểu ý lắm. Ta cũng biết là trong giai đoạn này là các thầy không đi ra ngoài được á, người ta cũng mang lên, ta đặt ở những cái vị trí này, rồi các thầy ra lấy về ha. Thì ở đây là toàn đồ ăn chay không, tất nhiên là không có đồ ăn mặn rồi nha các bạn ha. Đó, đây là một trong những cái cốc, cái hang để cho các vị ẩn tu ở trong đấy. Người ta cũng hạn chế ra đường lắm các bạn, thực sự là không dám ra đường chứ không phải là hạn chế, tại vì giới luật của đạo Phật là như thế. Và bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn ở đây dưới này nè, ở dưới này cũng có một cái cốc nữa nè, một con đường mòn đi xuống một cái cốc nữa. Đó, mình thực sự là xuống dưới á, là chỉ có dắt xe ve ngược lại thôi, mình không dám chạy xe xuống dưới, mà mình cũng hạn chế đi bộ xuống dưới, tại vì người ta đã muốn gọi là ẩn rồi, thì chúng ta không nên tiếp cận nhiều nha các bạn. Bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn đi xem thêm một số những hình ảnh ở đây. Con đường ở đây thì bây giờ chỉ như thế thôi mọi người, vắng tanh như thế đó. Đó, đây cũng là một con đường mòn đi vào những cái cốc, cái hang động nữa này, để cho các vị ẩn tu ở trong đấy. Đó, các bạn thấy có ai ra đường đâu, không có thầy nào ra đường cả. Đây có một con cún đứng ngoài đường như thế này, tại vì gần đây có một ngôi chùa nha mọi người. Mình không tiết lộ được cái thông tin là cái ngôi chùa này là tên gì hoặc là cái vị trí này là đâu, tại vì trong giai đoạn này mà vô tình video nó cắn một phát một thì mọi người kéo lên đây rất là nhiều, làm ảnh hưởng, thực sự làm ảnh hưởng rất nhiều tới các thầy đang muốn yên ổn, đang muốn ở ảnh ở trong đây, nên mình không dám tiết lộ. Mà thực sự các thầy cũng khuyên mình là đừng nên tiết lộ là đang ở vị trí nào, chính xác đang ở vị trí nào nha mọi người nha, nha cô chú anh chị và các bạn thông cảm giúp mình. Đây con đường có lát đá này là con đường đi vào một ngôi chùa, một ngôi chùa nha các bạn. Chùa này thực sự là có từ rất là lâu đời rồi nha mọi người, có hàng trăm năm nay rồi đó. Ngôi chùa này là ngôi chùa đầu tiên ở trên núi Dinh đó. Đó, đây là một ngôi chùa rất là cổ kính. Và nếu các bạn đứng đây lâu lâu một tí thì khỉ xuống rất là nhiều các bạn. Đây khỉ nhiều lắm. Đó, mình chỉ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem một xíu như thế thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm những cái cốc, những cái hang để cho cô chú anh chị và các bạn cùng nhau thấy được cái cảnh mà người ta ẩn tu, và đặc biệt là ẩn tu trong giai đoạn an cư kiết hạ này. Đây là những cái con đường mòn đó các bạn, mòn đi thẳng xuống những cái hang, cái cốc á. Ở trong này là nhiều hang đá lắm nha các bạn, nhiều, rất là nhiều những cái hang đá luôn. Đó, ngoài ra đây là một cái nhà rất là đơn sơ. Đó, bốn vách tường xung quanh được dựng bằng mái tôn, ở trên cũng lập tôn nho nhỏ thôi. Đó, thì nhiều người ta gọi là dựng những cái nhà này để ta tu tập. Ta tu tập theo một cái gọi là cái trường phái riêng, ví dụ Nam tông, Bắc tông thế nào đấy. Bắc tông thì người ta mang sẵn đồ ăn lên đây luôn, còn Nam tông là phải đi khất thực. Mình cũng không biết ở trong ngôi nhà này là các vị là Nam tông hay Bắc tông. Đây là con đường mòn này. Đó, đường mòn dẫn lên một cái hang đá, ở trên này có một cái hang đá các bạn. Mình nghe nói là trên đây có hai ba vị cũng đang ẩn tu trên đấy. Nhiều lắm, nói chung là theo trường phái 13 hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ ở trên núi Dinh này cực kỳ nhiều. Và ngày mai mình sẽ trả lời cho câu hỏi là thầy Thích Minh Tuệ có từng tu ở núi Dinh này hay không. Ngày mai mình sẽ lên một cái video như thế để cho cô chú anh chị và các bạn hiểu hơn về là sự thật, những cái thời gian mà thầy Thích Minh Tuệ đã từng ẩn tu ở núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Mình đã quay rồi nha mọi người. Đó, đi thẳng cái con đường này lên là lên một cái nghĩa địa các bạn, một nghĩa địa. Hình như là cái nghĩa địa này là nơi chôn cất của các vị ẩn tu ở trên đây. Người ta đắc đạo rồi ha, không đắc đạo gì đấy. Thì sau khi người ta mất, thì Phật tử hoặc là các tu sĩ ở đây đã chôn cất các vị ở đây nha mọi người. Ở trên này nè, cái đường hẻm này là đường mòn này lên này. Đấy, thì vừa rồi mình vừa gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số những hình ảnh tại núi Dinh là nơi ẩn tu của các vị tu sĩ trong giai đoạn an cư kiết hạ này.
thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể thấy là con đường đi lên đó vắng tanh, không thấy bóng người, không thấy ai cả. Bởi vì mùa này là mùa mà những người ta tu tập á, người ta hạn chế ra ngoài đường lắm. Thì mình có giải thích vào cái video ngày hôm qua rồi. Thì mình muốn nói như vậy để cho cô chú anh chị hiểu là tại sao thầy Thích Minh Tuệ phải đi ẩn tu trong giai đoạn này. Nó cho giai đoạn từ ngày 16 tháng 4 âm lịch cho tới ngày 16 tháng 7 âm lịch. Và trả lời cho câu hỏi thầy đang ở đâu, thì mình xin mời cô chú anh chị và các bạn xem cái video ngay sau đây nhé. Đây là những hình ảnh tại công ty cà phê của anh Tuấn, anh trai thầy Thích Minh Tuệ vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024. Bà con Phật tử ở khắp mọi nơi đã về đây từ rất là sớm để mong được gặp thầy. Từng đoàn xe, rất là nhiều người dân đã có mặt ở đây. Và đặc biệt là những hình ảnh như thế này. Đó, các chị đứng ở ngoài cổng ngóng vào để mong chờ những hình ảnh thầy bước ra. Nó thực sự rất là đáng thương, thương thầy, thương các chị, thương bà con Phật tử. Mình thực sự mình nhìn những cái cảnh này mình ứa nước mắt luôn các bạn. Đó, thì mong rằng cô chú anh chị và các bạn hiểu thầy đang thực hiện trách nhiệm của một người tu sĩ đối với Phật Pháp, đối với giáo lý của nhà Phật. Đó, thì trả lời cho câu hỏi là thầy đang ở đâu, thì thực sự thầy đang ở trong tim của tất cả chúng ta. Thầy đang ở trong tim của bà con Phật tử hiện đang có mặt ở trên Gia Lai. Thầy đang ở trong tim của tất cả những người yêu mến thầy Thích Minh Tuệ nha các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hiểu và thông cảm trong giai đoạn này. Thì cô chú anh chị nào đang ở Gia Lai, nếu có thời gian thì chúng ta ghé thăm nhà thầy, ghé thăm cốc thầy, hoặc chúng ta đi dã ngoại một vòng Gia Lai rồi chúng ta trở về nha mọi người. Bởi vì nếu cô chú anh chị còn ở đó thì thầy thực sự thầy rất là rối lòng nha các bạn. Đó, mong rằng cô chú anh chị hiểu được cái hoàn cảnh của thầy trong giai đoạn này ha. Rồi, video kênh Trở Về TV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy video hay, cô chú anh chị và các bạn nhớ tặng cho kênh Trở Về TV xin một nút subscribe, đăng ký kênh miễn phí ạ. Like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Mong rằng cô chú anh chị và các bạn hiểu được, thông cảm cho thầy, rồi giữ gìn sức khỏe để chúng ta quay trở về nơi chúng ta đang sinh sống nhé.